Em Tony Tiến xin chào quý anh chị và bà con nhé. Hôm nay em thì kiểm tra đàn ong này chúng ta lại xem có mụ chúa chưa để chúng ta khắc phục xử lý ngay, không để tránh cái thất thoát mất nhé. Mời quý anh chị chúng ta cùng em anh chủ ong này để mở ra kiểm tra. Đây, em Tony Tiến thì luôn luôn phục vụ quý anh chị ạ. Đồng đồng. Quá đông nha quý anh chị nhé. Quên không cầm mũ bảo hiểm, cầm mũ cái màn này, ngu thiệt. Đổi cho nào. Kệ đỡ nhé, quan trọng sợ vào mắt đây chứ. Đây, anh đang nhìn mụ chúa của anh chị ba cầu ạ. Không chưa được. có, thường thường nay làm cầu vòng ngoài cầu mới đấy, nhưng mà chưa có này, tưởng nó được. Được mấy lít được không? Kiểu vào trong này có chỗ. Cái gì không? Kiểu vào trong này có chỗ. Có chứ, cho quay rõ mà. Ừ. Quay rõ để cho bà con nuôi ong chúng ta cùng giao lưu và học hỏi chứ. Của anh Đặng Xuân Trường. Tắt chưa? Chưa 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 có. Chưa có. Chưa có chưa có. Ừ. Thế hai cầu là chưa có, là chưa hiện tượng. Là bữa không trở vào ba cầu luôn à? Cầu này cũng hiện tượng này, khả năng mai mốt cũng phải lo mà phải lao cầu cho nó chứ, đông tống đống văn ngăn nhiều này. Phải lao. Ừ. Nói chung cũng hiện tượng rồi, phải lao cho nó chưa tách. Đấy, có cái kiểm tra ong cho chúng với về chúng lá. Ừ. Đấy, để đó chúng là có gì tôi cứ để dồn dồn đấy, có gì đó mình bừa cho đầm. Bên cái kèo cầu giữa này có u cái gì đấy anh kiểu mặt bên đấy đấy. Đợt, cảm thấy như là đợt. Bị cái mũ chúa đấy, đấy đó, cục gì đó. À? Cục cái cục gì cục phải chạy yên à? À hai một lô kiến qua bên qua kiến là chạy ơi là kiến đây là ơi nó qua ông bên đúng qua xí đây không có. Ok không có. Thế đây cục nó xây cục mặt đấy. Chưa có. Rồi như vậy là cũng khá là ok các bác nhé. Đây đã, nó cũng phát triển khá là mạnh tổng ăn ngăn. Em kiểm tra vậy là đàn này chưa có hiện tượng quý vị nhé. Mặt thì cũng có một số mặt chưa được đầy, chưa được vít nắp thôi, chưa được giả mặt thôi. Thì bên đây có 3 ổ thôi, bên kia 2 ổ của anh chị, góc bên kia 2 ổ. Đây đi kiểm tra, anh em đi kiểm tra giúp cho bà con ở gần địa phương. Mà mua ong của anh đến nhiệt tình anh kiểm tra. Đấy, các bác thấy là tấm ván ngăn nó nhiều này, nó cũng khá là nhiều tấm ván ngăn. Ba cầu mai mốt cũng phải nó khoảng tầm vài ngày nữa chúng ta cũng phải viện cầu cho nó rồi, nao cầu cho nó. Lau cầu đúng quá. Đâu, nào cầu thì đừng cho tránh làm lưỡi mèo thì mệt. Hiện tượng tấm ván ngăn nó quá nhiều luôn. Cái cục kiến con bên không? Rồi, cục xong. Con bên không? À, để quay vừa làm qua là rồi, cuối video thì em Tôn Thế Tiến cũng chia sẻ và kiểm tra đàn ong đã kết thúc ở đây. Rất mong quý anh chị bà con chúng ta thấy hay thì nhớ ủng hộ em một like và nhớ bấm đăng ký kênh để em có động lực ra video tiếp theo để phục vụ quý anh chị và bà con nhé. Rồi em Tony Tiến xin chào, hẹn lại quý anh chị bà con video tiếp theo ạ.